Mến chào các bạn buổi sáng. Đây là cái khu nhà của Kim Ngân ở buổi sáng. Thì các bạn thấy rất là an bình, yên lặng. Bây giờ là sáng thứ tư. Thì Kim Ngân có một cái ý nghĩ chợt muốn chia sẻ với các bạn. Là ở đây mỗi nhà ở Mỹ đều có một cái hộp thơ, cái hòm thơ riêng. Thì khi mà các bạn muốn gửi thơ đi á, thì các bạn hòm thơ bình thường là như vậy. Thì mỗi ngày xe thơ nó sẽ đi ngang qua, nó bỏ thơ cho bạn. Mỗi ngày họ đi qua, họ bỏ thơ vô, có nguyên cái xe thơ. Thì nhà nào có thơ họ sẽ bỏ vô trong cái hòm thơ. Còn nếu mà các bạn muốn gửi thơ đi á, thì các bạn để cái bao thơ của các bạn dán tem vô, rồi các bạn để gửi đi. Các bạn để vô trong hòm thơ, các bạn đóng lại. Thì các bạn dựng cái lá cờ lên đó. Các bạn dựng cái lá cờ lên như vậy nè, thì người ta biết là các bạn có thơ gửi đi, các bạn không phải cần ra bưu điện. Ok, so con bướm bướm đẹp quá. Ở trước nhà Kim Ngân trồng cái cây điệp mà con bướm bướm nó cứ tới hoài, bướm bướm vàng rất là đẹp, bạn mang thấy nó bay không? Thì đó là Kim Ngân chia sẻ với các bạn. Nhiều chi tiết lắm nhưng mà Kim Ngân nhớ cái nào thì Kim Ngân chia sẻ cái đó. Ok, con mình nó mới cắt cỏ tại hôm rày mưa quá trời luôn. Cỏ các bạn cũng phải cắt đều hết, các bạn không có được để dài, là nó sẽ gửi giấy về. Nhà nào người ta cũng cắt cỏ đẹp hết á, các bạn thấy không? Ok, bây giờ Kim Ngân đi ra tiệm làm móng tay móng chân. Tại vì ngày mai Kim Ngân bay đi rồi, thành ra Kim Ngân đi điệu. Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn khi mà Kim Ngân tới đó nha. Ok, chào các bạn nha, bye bye. Good morning everybody, American and around the world. Today I am have appointment to do my pedicure and pedicure because tomorrow I'm fly out to Boston for fun on the weekend, getaway weekend. So my husband book the ticket and we fly out. He want me to know how it's beautiful in Boston and eat all kind of seafood. So that's what I'm going to do now. Tomorrow morning we fly out. So this morning I have appointment with my girl. She do my nail. So I'm gonna share with you. Also early I did share about the video that is how my area in my house. In American, every house they have a mailbox in front of your house. Of course, you live in American, you know. But so if you want to mail your mail out letters for something, you just put in the mailbox and you turn on the flat up, and the mail person will know, the post officer will know what you want. And if you don't have any mail out, you have to turn the flat down. So that they put a mail in there for you every day. It's very nice. Some of apartment, they have the whole mailbox, the whole together, like 10 of them, and then the mail post office just go there. And then you have your old key to get your mail. That's another way too. But in single house, private house, they have your own private mail. But if you live apartment, townhouse, then you have to go to pick a mail and together in a mailbox. All right. So Kim Ngân quên chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn ở nhà bình thường single house, tức là một nhà riêng, thì các bạn có mailbox riêng. Nếu mà các bạn ở mà nhà chung cư hay nhà mướn apartment hay là nhà chung với nhau mà từng lầu á, thì các bạn phải có một, người ta có nguyên một cái thùng thơ, rồi các bạn có chìa khóa riêng phòng của các bạn, rồi các bạn đi lấy thơ. Thì người bỏ thơ họ chỉ tới họ bỏ một cái mailbox bự như vậy thôi, chứ họ không có phải chạy vòng vòng. Những cái nhà như Kim Ngân ở là nó riêng biệt hơn. Thành ra là cũng như cái tiền mà ở cái cổng hồi nãy, ba các bạn thấy Kim Ngân đi ra vô cái cổng không? Cái cổng đó cũng phải trả tiền, một tháng là 70 đô la, một năm là khoảng 840 đó, một năm là 840 tiền cổng, nó tính là tiền cổng đó, chứ không phải các bạn tự nhiên mà được có cổng ở riêng biệt như vậy đâu. Cái gì cũng phải tiền hết á. Thành
Kim Ngân chia sẻ với các bạn như vậy. Nó kêu là hoa là home home owner associated, tức là you gotta pay. I live in the home owner associated, is monthly is $70 monthly for the gate. You see that I in the gate, and I have to pay that service every month $70. A year, we pay a year $840. When I first moved down here, Tampa, I loved that area and I loved in the gates private, but only $50 a month. But now they went up to $70. They went up every year about $5. So I'm here already 15 years, so that's why. Alrighty, so các bạn mình tới tiệm là muốn từng muốn tay rồi. Bây giờ mình đi vô mình làm nha. Mình xin chào các bạn. So this is the store that I do my nail. They call Magic Nail. So I'm here already. So I want to say goodbye and then I talk to you later. Thank you. Bye bye. Okay, sure. This is the nail store. Beautiful, busy, big one. She have 5 chair, and she do pretty good job. So các bạn, đây là cái tiệm nail mà Kim Ngân hay đến. Chủ rất là vui vẻ và làm rất là đẹp, sạch sẽ, nên Kim Ngân rất là thích. Đây là tiệm nail của họ, ở nhà làm. Đây là Kim Ngân chia sẻ với các bạn như vậy nha. Giờ Kim Ngân làm tay, chân đã làm xong rồi. Đây, chân đây. Giới thiệu với các bạn cái màu Kim Ngân làm. Ok. Chào các bạn. Bây giờ Kim Ngân tay chân đã xong rồi đó. Giờ đang ngồi chờ nó khô rồi mới đi về. Kim Ngân chỉ làm thường thôi, không có làm gel. Sơn màu hồng. Kim Ngân rất thích. Đây là móng tay thiệt Kim Ngân, chứ không phải móng tay giả. Thì this is my real nail, so I just do the pedicure and manicure, and now already done. So I just sit in here to wait for them dry and then relax and with the massage chair. After this one dry, I'm going home. So if you do pedicure, manicure, no gel, nothing, they cost $37. Then last tip. So Kim Ngân móng tay thiệt. Ra Kim Ngân không có làm mà gel gì hết á. Kim Ngân chỉ sơn thôi, làm móng tay chân nước. Các bạn thấy không, rất là đẹp, sạch sẽ. Bây giờ Kim Ngân ngồi cho nó khô rồi đi về. Ok. Về sẽ soạn vali. Mai lên đường. Ok. Mình chia sẻ cho các bạn nha. Bên này, tay bên này. Hồng. Móng tay thiệt. Ở đây cô bé này xài đồ tốt lắm. Màu OPI không à. Thành ra là không có sợ hư. Ok. Bạn là Kim Ngân đang trên đường chạy về nhà từ tiệm nail. Chạy về nhà chỉ có 5 phút thôi. Đã làm xong rồi thì bây giờ trên đường về thì Kim Ngân sẽ chuẩn bị vali everything. Thì bây giờ là cái chỗ mà vô nhà của Kim Ngân đây, thì trở lại là khi mà các bạn lái xe tới thì các bạn có cái cổng, thì các bạn phải bấm cửa, bấm cái ở trên xe của bạn đó, các bạn lột vô trong cái số code vô trong xe thì các bạn bấm thì cửa mở ra các bạn mới vô được. Thì cũng như Kim Ngân đã chia sẻ từ đầu là nếu mà vô ở trong cái loại trong cái cổng này thì các bạn phải trả tiền cổng riêng. Và ở trong này nhà đều giống nhau hết, là một cấp độ nhà thôi, tức là nhà nào cũng khoảng là 300.000 trở lên, tức là khoảng 6 tỷ trở lên nha bạn. Nhà của Kim Ngân ở trong này 6 tỷ trở lên, thì Kim Ngân cứ tính là 350.000 một tỷ đi,
thì khoảng từ 6 tới 8 tỷ nha. Nhà của Kim Ngân là bây giờ là 320.000 đô la, thì các bạn có thể tính ra là coi bao nhiêu tỷ, thì khoảng là 6 tới 7 tới, có nhà 400.000 thì là 8 tỷ, thì Kim Ngân cứ 50.000 một tỷ. Thì đó là nhà Kim Ngân ở trong khu này. Là Kim Ngân sắp tới nhà rồi, ra là bữa nay đi viện để mà ngày mai lên đường đó các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và Kim Ngân đã lên tới mức 600 rồi, thì sẽ làm tiệc ăn mừng sắp tới, thì Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn khi mà Kim Ngân trở về nhà dẫn các con đi ăn nha. Là bây giờ Kim Ngân chạy vô nhà, thì khi mà vô thì các bạn, nhà các bạn cũng vậy nữa, các bạn có đồ bấm ở trên xe, các bạn bấm thì mở cửa đó. Là bây giờ cửa Kim Ngân đã bấm cửa rồi, thì khi mà bấm cửa mở rồi thì các bạn lái xe vô đó, các bạn chờ nó mở cửa xong hết rồi thì các bạn lái xe vô, ok, lái xe vô trong đậu đàng hoàng đó, là đậu trong gara. Gara của Kim Ngân rất là chật chội tại vì nhiều xe lắm, xe của con rồi xe đủ thứ đó. Thì chia sẻ các bạn là Kim Ngân đã tới nhà rồi. Bởi vì Kim Ngân sẽ upload video ngày hôm nay là ngày thứ tư, chia sẻ đời thường, đi làm điệu và chuẩn bị lên đường. Ok, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và ngủ ngon. Bây giờ là giờ bên Việt Nam là 11 giờ đêm rồi. Ok, chúc các bạn một đêm ngủ với nhiều giấc mộng an lành. Dear friend, I want to say goodbye. I'm home already in garage right now, so I'm ready to pack back my luggage and ready to go out town today. Tomorrow morning, so gonna say and thank you so much for support. Like I'm say, I'm hit 600 already, so I will be celebrate every 600. So when I get home, I will bring my kid out to eat to celebrate for my 600 subscriber. And that's what I got today is all for you support. All is from your to do for me. So I again thank you so much and appreciate your kindness and your support, your view, and you share and you subscribe for my channel. And we love you all, and I do the same for everybody. If you come to me, I come to you. So take care and have a wonderful day. It is Wednesday in American. It's July 31st, I guess. It's the end of the month. So tomorrow is August 1st. I'm fly out. That's right. So hopefully everybody have a wonderful day, productive day, and be healthy, be happy, and enjoy life. Thank you so much and love you. Bye bye. Mến chào các bạn. Hôm nay Kim Ngân đã đi làm móng chân móng tay. Bây giờ làm xong rồi. Bây giờ Kim Ngân đã làm xong rồi. Bây giờ Kim Ngân đi về đây. Về nhà từ ngoài tiệm làm móng tay móng chân về nhà có 5 phút thôi. Thì Kim Ngân sẽ về nhà để sửa soạn vali, để lên đường, sáng mai lên đường sớm, 5 giờ đã bay rồi, đi qua Boston. Thành ra Kim Ngân chia sẻ với các bạn bữa nay Kim Ngân làm gì. Thì bây giờ là trên đường lái về nhà đấy. Thì xin chia sẻ với các bạn là ủng hộ và coi video của Kim Ngân sắp tới là bên Boston nha. Okay, chào các bạn, dear friend. I'm just done do my manicure right now. I'm done and I'm drive home right now. So I want to say hi to everybody, and then I'm go home and do my luggage and ready to fly out for Boston tomorrow. So please support and view my video next time. Okay, thank you. And I just share with you today. All right, see you later. Take care. Bye bye.